Chiến Thần Vương, tập 12. Nếu có thể, tôi nguyện dành những năm tháng tốt đẹp nhất cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đây là lời tuyên thệ của họ trong ngày đầu nhập ngũ. Đến nay, họ chưa từng hối hận một lần nào. Ở đại sảnh, khách hàng thấy vụ lùm xùm khá lớn, bèn nhanh chân rời khỏi ngân hàng. Lưu Tử Nguyệt đứng ở đó. Đôi mắt cô long lanh nước mắt nhìn Trần Thiên Hào. Người đàn ông đó vĩ đại quá. Đồng thời, ở bên kia kính thủy tinh nơi đại sảnh, Tiền Cẩm Lâm nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, nước mắt rơi như mưa. Sống để chiến đấu, chết trong chiến đấu, phải đối mặt với nguy cơ sống chết, quyết định như thế nào? Có thể thấy tinh thần nhiệt huyết và tâm thế sẵn sàng chiến đấu của quân Đông Hoàng ở người đàn ông này rất rõ. Anh dám ra mặt cho những người lính già ở đây, không làm cho các anh hùng thất vọng. Ngân hàng Đế Phong, để đảm bảo an toàn, nơi này thường xuyên có linh quân, quân lính Đông Hoàng canh giữ. Giám đốc hay tin bèn dẫn 20 quân nhân đến. Khi nhìn thấy hai quân nhân viên run rẩy nằm bẹp ra đất trong văn phòng, các bảo vệ thì bị các cựu quân nhân bao vây, không một ai dám nhúc nhích. Mặt mày ông ta tái mét, tay giám đốc nhìn kẻ gây chuyện, Trần Thiên Hạo. Phiền cựu quân nhân đi ra ngoài hết dùm cho. Giám đốc yêu cầu những người lính già. Các ông cụ nhìn nhau, không nhấc chân đi. Họ đồng loạt xoay người đứng đằng trước diễn đàn Trần Thiên Hạo. Mấy người không được đưa cậu nhóc này đi. Đúng đấy, cậu ấy là người tốt, mấy người mới là người xấu. Nét mặt giám đốc trở nên âm trầm. Áp giải bọn họ hết cho tôi. Hơn 20 quân nhân được vũ trang đầy đủ đứng sau, giờ khiêng chống đỡ cháy nổ và xông lên đẩy những người lính già ra ngoài. Trần Hạo Thiên nổi cơn thịnh nộ. Mấy người dám? Anh chạy một quãng đường dài để lấy đà, sau đó tung liên hoàn cước đá bay đám bộ đội cầm khiên ra ngoài. Những người khác thấy vậy bèn súng lại thành vòng tròn xung quanh diện Trần Thiên Hạo rồi áp sát anh. Trần Thiên Hạo đứng hiên ngang nhìn bức tường khiên trắng đang một ngày một nhỏ dần. Anh mạnh mẽ tung cước, oanh! Gần 20 người với lực lượng phòng vệ nặng chừng 15 tạ đã sụp đổ trước một cú đá của Trần Thiên Hạo. Tài giám đốc vô cùng bàng hoàng trước hình ảnh này. Ông ta xoay người chạy biến. Trần Thiên Hạo nhanh chóng tóm lấy cổ ông ta, muốn chạy sao. Giám đốc sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Làm ơn tha cho tôi. Trần Thiên Hạo xách tên giám đốc đó lên rồi đẩy ông ta về phía quầy giao dịch. Hôm nay ông có chạy đằng trời cũng không thoát, đứng đây làm việc cho tôi. Rồi anh quay sang lớn tiếng với hai nhân viên đang nằm dưới đất. Hai người thu xếp cho tất cả các cựu quân nhân chờ ở phòng nghỉ ngơi và chịu trách nhiệm thu toàn bộ thẻ của họ, sau đó tập trung làm cho tôi. Có vấn đề gì thì hai người tự qua hỏi. Hai cô nhân viên gật đầu li li trong sợ hãi. Các tiền bối đi theo hai người này ra nghỉ ngơi một lát đi ạ. Ở đó có điều hòa và sofa đấy ạ. Các cụ quân nhân vô cùng hào hứng. Xin chào. Trên những khuôn mặt già cỗi đầy nếp nhăn đó là vẻ xúc động khi nhìn Trần Thiên Hạo. Họ đồng loạt thực hiện nghi thức trang trọng nhất. Trong lòng Trần Thiên Hạo nôn nao đến lạ, nước mắt chảy đầm đìa trên má anh. Anh như được nhìn thấy các chiến thủ trở về trong huy hoàng. Quả là thân tàn chí kiệt mà. Nếu là chiến tranh, linh hồn người chiến sĩ lập tức hướng về nơi biên giới tiền tuyến. Giám đốc ngồi trong quầy thịt đất thân thực hiện giao dịch cho các cựu quân nhân. Trần Thiên Hạo đóng điều hòa không cho ông ta mát. Tay giám đốc nóng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng ông ta không dám phàn nàn lấy một câu. Vì giám đốc biết mình chỉ cần tạm thời chịu khổ một thời gian thôi, lát nữa bộ đội sẽ tới ngay. Cảm ơn cậu, tôi rút tiền được rồi. Người lính già cụt tay trịnh trọng cảm ơn Trần Thiên Hạo. Anh nhìn ông ấy gật đầu, sau đó anh lấy ví tiền ra. Tiền bối, cháu có 1.000, ông đừng chê ít nhé. Người anh em, cậu làm cái gì vậy, không nể mặt ông già này đúng không? Ông cụ bộ đội cụt tay hỏi với vẻ nghiêm trọng. Trần Thiên Hạo tát thẳng vào mặt mình một cái thật đau. Cháu xin lỗi ạ. Không sao, tuy chúng tôi thiếu tiền thật nhưng can trường thì không thiếu. Tiền của mình thì tiêu cũng thoải mái hơn. Ông cụ cụt tay cười sảng khoái rồi rời đi. Tiếp đến, bà lão thành công làm thẻ mới. Bà ấy vái lại cảm ơn Trần Thiên Hạo. Cảnh tượng này khiến đôi mắt Trần Thiên Hạo ngấn lệ, lòng đau như cắt. Thiên Hạo, chúng ta phải đi rồi. Lưu Tử Nguyệt đứng ở cửa đại sảnh gọi anh thúc giục. Nơi này là ngân hàng chịu sự quản lý của quân đội. Hành động của Trần Thiên Hạo là tội lớn, không khác gì cướp ngân hàng cả. Thấy còn hơn 50 người chưa được làm thủ tục
thì Trần Thiên Thảo lắc đầu. Anh chờ họ làm xong đã rồi đi. Anh đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm lớn vọng từ bên ngoài. Một cô gái từ cổng bay thẳng vào đại sảnh ngân hàng. Cô ấy rơi xuống đất, vùng vẫy dữ dội, miệng thì học máu, ngất xỉu với khuôn mặt nhợt nhạt. Trần Thiên Hào sửng sốt, anh nhận ra đó là Tiền Cẩm Lâm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cùng lúc đó, hơn 100 lính quân đội Đông Hoang ồ ạt chạy vào trong. Họ bao vây toàn bộ đại sảnh. Giám đốc thấy vậy, bèn ném đống thẻ trong tay xuống đất. Ông ta nhanh nhó giận dữ gầm lên, ông đây chịu đủ lắm rồi đấy. Giám đốc đứng dậy chạy ra ngoài, bộ đội đã tới rồi. Ông ta không tin Trần Thiên Hào còn dám làm mình làm bẫy. Nhưng kế đến lại xảy ra một chuyện nằm ngoài dự đoán của tay giám đốc. Ông ta mới vừa đi ra tới cửa thì đã bị Trần Thiên Hào tóm cổ áo. Anh vung tay ném mạnh, giám đốc rơi bịch một cái xuống sàn. Tôi đã cho ông đi chưa? Làm việc tiếp cho tôi. Trần Thiên Hào hét lên đầy dung hung dữ, thằng khốn, lúc này rồi mà mày còn kiêu ngạo thế sao? Chịu chết đi. Giám đốc lau vết máu nơi khóe miệng, cười gằn, nói nhiều quá. Trần Thiên Hào tiến lên cho ông ta một cái tát. Thế rồi anh siết chặt cổ giám đốc. Làm thì sống, không làm thì chết. Anh gầm lên đầy phẫn nộ. Tiếng gầm của anh làm giám đốc sợ đến mức mặt mày trắng bệch, người run lẩy bẩy tiếp tục công việc. Giờ phút này trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ. Ông ta sẽ chống mắt lên xem Trần Thiên Hào sẽ chết như thế nào. Đúng là to gan, dám phá ngân hàng Đế Phong của tôi sao? Các binh sĩ được trang bị vũ khí được nhường đường. Một người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, mặc đồng phục tác chiến màu xanh lá, sải bước đi tới. Người này là Hải Đại Phú, tiểu đội trưởng đơn vị quân đội Đông Hoang, trú đóng tại hải đảo. Tiểu đội trưởng Hải, cứu tôi với. Giám đốc kêu to. Hải Đại Phú đi tới văn phòng giao dịch dành cho các binh sĩ đã nhảy ngủ. Hắn ta nhìn đống lộn xộn trong phòng làm việc, lại nhìn người đàn ông cao lớn đứng cạnh giám đốc đang nhìn mình chằm chằm. Hải Đại Phú giận tím mặt, tên này láo thật, thấy tiểu đội trưởng tôi mà vẫn còn dám kiêu ngạo như thế. Trần Thiên Hào không thèm nhìn hắn ta lấy một cái nào. Anh đưa tay ra tát một cái bốp vào mặt tên giám đốc, tiếp tục, không được dừng lại. Tên giám đốc kêu gào thảm thiết. Ông ta hoàn toàn không ngờ tên khốn này láo toét đến mức dám đánh mình ngay trước mặt Hải Đại Phú. Cú tát này chẳng khác nào giáng thẳng vào mặt Hải Đại Phú. Mặt Hải Đại Phú nóng phừng phừng, hắn ta quá nhục nhã. Hải Đại Phú xông vào văn phòng, hòng dạy dỗ Trần Thiên Hào một phen. Bỗng nhiên, điện thoại của hắn ta đổ chuông. Hải Đại Phú thoáng nhìn, không ngờ là cuộc gọi từ Phó Thống lĩnh Tưởng Đại Vĩ. Hắn ta bắt máy, chưa kịp nói gì, thì Tưởng Đại Vĩ ở đầu dây bên kia đã dùng hết sức bình sinh hét lên, gợn giận dữ gầm như thét ra lửa. Mẹ kiếp, Hải Đại Phú, ông biết cậu đến ngân hàng Đế Phong rồi, cút ra ngoài cho ông. Nhưng có người đến gây chuyện ở ngân hàng mà Phó Thống lĩnh, giám đốc đã bị bắt đi rồi. Mẹ kiếp, không hiểu ông đây đang nói gì à? Cút nhanh, nhớ không được chọc giận bất kỳ ai, phải nhớ đó. Hải Đại Phú bàng hoàng cúp điện thoại. Hắn ta biết trong ngân hàng có gắn camera kết nối với phòng giám đốc ở trụ sở chính. Chắc chắn Tưởng Đại Vĩ biết chuyện vừa xảy ra, vậy mà sếp lại sốt sắng lệnh cho mình phải rời khỏi đây. Rốt cục người này có lai lịch gì, thế lực đứng sau hắn mạnh đến nhường nào chứ? Rút lui. Giám đốc chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra. Hải Đại Phú hối hả cho tất cả cấp dưới của mình rút quân. Cái gì? Chuyện gì đang diễn ra thế? Sao không bắt cậu ta chứ? Giám đốc mặt như đưa đám. Ông ta đành phải tiếp tục công việc của mình trong bất mãn. Một giờ sau, tất cả giao dịch đã được hoàn thành. Các cựu quân nhân hết lời cảm ơn Trần Thiên Hào. Một bộ phận còn quyết định ở lại đồng cam cộng khổ với anh. Trần Thiên Hào chỉ ôn hòa cười. Cháu còn có việc phải xử lý nên không hớ dài, có thời gian ở lại tiếp các bác. Để khi khác nhé, rảnh rỗi rồi cháu mời các bác một bữa. Anh cười tạm biệt các ông cụ. Chờ bọn họ đi hết, Trần Thiên Hào ném giám đốc ra khỏi văn phòng, rồi ngồi trên ghế. Lưu Tử Nguyệt nhìn anh, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng cô không dám đến gần, bởi vì cô biết Trần Thiên Hào cũng là một quân nhân. Thế nên anh không thể chấp nhận cảnh ngộ những người đã giải ngũ. Thiên Hào, anh đừng buồn nữa. Lưu Tử Nguyệt an ủi anh qua cánh cửa. Một người đàn ông hốt hoảng chạy vào trong. Lưu Tử Nguyệt chú ý tới người đó. Sự hiện diện của ông ấy làm cô giật bắn cả mình. Phó Thống lĩnh Tưởng, sao ông ấy lại tới đây chứ? Chẳng lẽ là... Cô chưa bao nói hết, vì cô biết Thiên Hào sắp bị họ giải đi rồi. Cơ luôn, chúng tôi có công chuyện phải làm, phiền cô rời khỏi đây một lát. Tưởng Đại Vĩ phất tay cho hai binh lính sau lưng
kéo Lưu Tiểu Nguyệt ra ngoài, mặc cho cô vô cùng tuyệt vọng, rồi vội vã đi vào văn phòng. Vừa vào, anh ta đã thấy Trần Thiên Hạo đang ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy buồn bã. Tìm Tưởng Đại Vĩ chật thoát, anh ta đi lên mấy bước rồi quỳ xuống đất. Vương, đến ngài chịu khổ rồi. Trần Thiên Hạo thẫn thờ nhìn về phía trước như người mất hồn. Anh lạnh lùng cất lời. Thấy những cựu quân nhân kia, tôi vô cùng xót xa. Nền máu của nước nhà tuy đã già, nhưng tinh thần bất khuất hãy còn đó. Vương, là lỗi của tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm ạ. Trần Thiên Hạo đứng dậy, không phải đơn giản là chỉ kiểm điểm thôi đâu. Lập tức ra thông báo, yêu cầu tất cả tổ chức tham gia đấu thầu bỏ vốn xây dựng nhà cho các cựu quân nhân. Đó là nhà của chính thành đó. Rõ. Tưởng Đại Vĩ gật đầu thật mạnh. Trong lòng ông ấy cực kỳ hào hùng. Vương không bao giờ quên công lao của những quân nhân, những người luôn hy sinh vì tổ quốc. Nhưng đây là những chuyện của người khác. Nhưng Tưởng Đại Vĩ như cảm thấy được tương lai của mình. Ngày hôm sau, tại ngân hàng Đế Phong ở Nam Thành, một thông báo trang trọng được phát sóng thông qua video truyền thông. Trên màn hình là Tưởng Đại Vĩ, phó thống lĩnh quân đội Đông Hoang. Tưởng Đại Vĩ vừa khóc một cách xót thương, vừa chân thành kiểm điểm nhận lỗi với những quân nhân rời ngũ trên toàn thành phố. Ban đầu Đế Phong được thành lập vì mục đích phục vụ cho các quân nhân xuất ngũ. Ngoài biên giới chiến tranh liên miên, chúng ta được sống trong yên bình thì quên đi những gian truân và nỗi khuất nhục trong quá khứ. Chiến sĩ sẽ già đi, nhưng tinh thần đấu tranh bất khuất vẫn viễn tồn tại. Tất cả những người dân trong thành phố đều ngỡ ngàng trước đoạn video này. Vết sẹo sâu hoắm đau thương vào 50 năm trước dường như đã được vén lên một lần nữa. Nhất thời, hàng loạt hành động bảo vệ cựu binh nổi lên trong thành phố. Ngân hàng Đế Phong là tấm gương đi đầu cho những nơi khác noi theo. Họ mở hết toàn bộ 20 quầy giao dịch trong đại sảnh dành cho khách VIP của ngân hàng để chuyên phục vụ cho binh sĩ. Nếu không gấp thì doanh nhân và minh tinh sẽ không được ưu tiên phục vụ. Họ đều phải xếp hàng và tuân theo quy trình thông thường. Đồng thời, quân đội Đông Hoang còn ra lời kêu gọi lên kế hoạch xây dựng cho nhà chiến thần tại Nam Thành nhằm thu nhận những người lính đứng tuổi có cuộc sống nghèo khổ, khó khăn. Tổ chức nơi này thành địa điểm nghỉ hưu cho bọn họ. Các cơ quan, gia đình giàu có phải cấp đất để lên kế hoạch xây dựng, xây nhà chiến thần được tiến hành. Dĩ nhiên là trên tinh thần thiện nguyện, vì cho đi nhưng không nhận lại được cái gì. Sau khi nhận thông báo, phần lớn các gia đình đều im lặng. Đây là minh chứng cho câu nói, tư bản chỉ nhắm đến lợi ích. Tại bệnh viện trung ương thành phố, Tiền Cẩm Lâm nằm trên giường, gương mặt xanh xao. Y tá đặt kim để truyền dịch nhưng cô ta hơi kháng cự, rút tay về. Tôi sợ kim, cho tôi ăn được không? Y tá lắc đầu, tình trạng lúc này của cô phải truyền dịch thôi, không thì rất khó hồi phục. Không được, tôi sợ kim lắm. Gương mặt Tiền Cẩm Lâm trắng bệch, ánh mắt đầy bất an. Y tá gọi với ra cửa ở đối diện. Người thân bệnh nhân ơi, bệnh nhân không phối hợp chữa trị, anh vào khuyên cô ấy nhé. Cô ấy vừa dứt lời thì Trần Thiên Hạo đi vào. Tiền Cẩm Lâm thấy anh, ánh mắt đỏ hoe như muốn phun lửa, bảo anh ta ra ngoài đi. Y tá không nhịn được cười tủm tỉm. Hai người cãi nhau thì về nhà giải quyết. Nơi này là bệnh viện, anh chị đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Cô y tá này nói chuyện kiểu gì thế hả? Ai anh chị với anh ta chứ? Tiền Cẩm Lâm bị nói vậy thì đỏ mặt quay đầu đi. Hành động ngầu vô đối của Trần Thiên Hạo ở ngân hàng bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô ta. Tinh thần bất khuất vẫn viễn tồn tại. Câu nói đó tựa dấu ấn của ngọn lửa nhiệt huyết khắc sâu trong lòng cô ta. Trần Thiên Hạo khẽ nhíu mày, anh lại gần giường nhìn Tiền Cẩm Lâm. Cô ấy không chịu phối hợp sao? Vâng, ban nãy cô ấy dãy lắm, y tá đáp. Trần Thiên Hạo nhoài thân hình cao lớn đến trước mặt Tiền Cẩm Lâm, tay trái đè ngực cô ta xuống, tay phải thì nắm chặt hai cổ tay cô ta. Tiền Cẩm Lâm vùng vẫy, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, mái tóc đen xõa dài hơi rối, giống như khổng tước xòe cánh, làm nền cho gương mặt tuyệt đẹp như bước ra từ tranh vẽ kia. Trần Thiên Hạo cúi đầu nhìn cô ta, trái tim bỗng hẫng lên một nhịp. Tiền Cẩm Lâm giữ dành trừng mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước. Thả tôi ra! Y tá thấy vậy bèn tiến lên nắm chặt cổ tay cô ta rồi luồn kim tiêm vào. Anh đè ở nơi không nên đè rồi. Tiền Cẩm Lâm nằm trên giường cựa quậy, thấy đã đâm kim truyền dịch xong, Trần Thiên Hạo đứng dậy thả cô ta ra.
Từ khi biết một người muốn ám sát mình như Tiền Cẩm Lâm lại đỡ một cụ bà qua đường, anh đã có nhìn khác về cô gái này. Trả thù cho cha mình, chuyện này thì có thể, thì chuyện này không thể phán xét được. Bất kỳ ai đều sẽ làm như vậy, nhưng không làm tổn thương những người xung quanh kẻ thù lại là một chuyện khác. Hầu như không một người nào có thể phân biệt rạch ròi như thế, kể cả bản thân Trần Thiên Hạo. Đây cũng là lý do vì sao Trần Thiên Hạo nhiều lần bỏ qua cho cô ta. Dĩ nhiên, lần này Tiền Cẩm Lâm bị thương vì việc anh ra mặt đòi lại công bằng cho các binh sĩ già. Cô ta đã đứng về phe tốt, một mình Tiền Cẩm Lâm chống lại đội quân Đông Hoang. Về tình về lý, Trần Thiên Hạo nghĩ mình nên quan tâm đến cô ta hơn. Trần Thiên Hạo, đừng cho rằng anh chăm sóc tôi thì tôi sẽ biết ơn anh. Huyết thù gia tộc vẫn còn đó, tôi thề sẽ báo thù đến chết với thôi. Trần Thiên Hạo mặc xác cô ta, y tá bật cười, xoay người đi ra ngoài. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trần Thiên Hạo nhìn thoáng qua, thấy người gọi tới là Lưu Tử Nguyệt. Thiên Hạo, em nghe nói quân đội Đông Hoang cần đất xây dựng, bây giờ anh rảnh không? Em đang định quyên góp một mảnh đất của nhà họ Lưu đây. Trần Thiên Hạo nhẹ cười, anh biết rồi, em ở đâu? Anh đi cùng em. Lại anh em với con nhỏ nào đây? Nhìn ai đó vui chưa kìa? Tiền Cẩm Lâm châm chọc. Trần Thiên Hạo không quan tâm cô ta nói gì, anh gọi hai y tá đứng canh giữ ngoài cửa vào chăm sóc cô ta, còn mình vội vàng đến nhà họ Lưu. Tại khách sạn Oron, địa điểm hoạt động của đội quân Đông Hoang nằm ở trên tầng cao nhất. Trần Thiên Hạo và Lưu Tử Nguyệt đi thang máy đi lên. Tướng Đại Vĩ đang ngồi sau bàn làm việc, nghe nhân viên phòng dự án đứng trước mặt báo cáo kế hoạch xây dựng nhà chiến thần. Cửa thang máy mở ra, Tướng Đại Vĩ đứng bật dậy. Không phải chủ nhà họ Lưu đây sao? Còn có người anh em Trần nữa, ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy? Tướng Đại Vĩ niềm nở đón chào. Phó thống lĩnh Tướng, tôi đến đây là để quyên tặng một mảnh đất đang chờ khai thác ở thành Đông của nhà họ Lưu cho quân đội Đông Hoang, góp phần xây dựng nhà chiến thần. Lưu Tử Nguyệt nghiêm túc nói. Tướng Đại Vĩ mừng rỡ ra mặt. Chào ơi, đúng là buồn ngủ có người kê gối cho mà. Tôi đang đau đầu vì chưa có mảnh đất thích hợp để đưa vào xây dựng đây. Nói xong, giọng anh ta bỗng trầm xuống. Mấy gia tộc thế lực kia mới nghe nói xong, vừa không được đền bù cho mảnh đất đem tặng, phải góp vốn xây dựng là sợ đến mức không dám ho he gì. Tôi thấy chủ nhà họ Lưu là người duy nhất đủ khả năng thắng thầu mảnh đất khu công nghiệp đó. Tướng Đại Vĩ nói thẳng không chút kiêng dè. Nào, uống thử trà họ hàng tôi dưới quê gửi lên đi, trà Long Tĩnh thượng hạng đấy. Tướng Đại Vĩ cho nhân viên phòng dự án ra ngoài, rồi dẫn Lưu Tử Nguyệt và Trần Thiên Hạo vào phòng khách bên cạnh. Anh ta rót đầy trà cho hai người. Mùi trà lập tức thoang thoảng khắp căn phòng. Lưu Tử Nguyệt hoang mang hoảng sợ. Cô lén nhìn Trần Thiên Hạo thì thấy anh thản nhiên cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Ừ, khá ngon đấy. Như thế, Tướng Đại Vĩ mới không thấp thỏm nữa. Anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi lại rót đầy trà cho Trần Thiên Hạo. Thái độ lẫn cử chỉ đều rất hết sức khiêm nhường. Lưu Tử Nguyệt không thể tin tưởng nổi cảnh tượng này sẽ diễn ra trước mắt mình. Cứ như thế Tướng Đại Vĩ này là tay sai của Trần Thiên Hạo, chứ không phải là một vị phó thống lĩnh cao cao tại thượng. Lưu Tử Nguyệt lén nút nhéo đùi Trần Thiên Hạo. Cô nháy mắt một cái, ý bảo đây là phó thống lĩnh quân đội, anh đừng tưởng tặng đất xong là anh ta sẽ cho anh được voi đòi hai bà trưng. Trần Thiên Hạo dở khóc dở cười. Phó thống lĩnh Tưởng, anh đừng rót đầy cho tôi nữa, Tiểu Nguyệt sắp giận rồi đó. Tướng Đại Vĩ mở to mắt, vẻ mặt có chút lúng túng, sau đó anh ta bật cười, ngồi trở về ghế sofa. Tại tôi vừa nghe nói hai người muốn tặng đất là tự nhiên muốn toàn hót đấy mà. Lưu Tử Nguyệt nhăn nhó trừng mắt nhìn Trần Thiên Hạo. Cô mỉm cười. Phó thống lĩnh Tưởng, bây giờ anh có thời gian rảnh thì chúng ta ký hợp đồng luôn nhé. Tôi mang đủ hết rồi đây. Được thôi, tôi gọi người lên bàn bạc ngay đây. Chả mấy chốc có nhân viên văn phòng phòng dự án đến bàn bạc với Lưu Tử Nguyệt về các thủ tục bàn giao quyên góp. Thành thật bà nói, mảnh đất này có giá trị rất lớn đối với nhà họ Lưu. Ngặt nỗi nợ nần chồng chất, họ không còn tài sản khai thác mảnh đất này nữa, giờ đành gửi gắm niềm tin vào mảnh đất khu công nghiệp mà thôi. Nếu thành công thì xem như đó là sự đền đáp to lớn cho đội quân Đông Hoang. Thất bại cũng chẳng sao, sớm muộn gì miếng đất đó cũng sẽ bị niêm phong, chẳng thà đem tặng cho đội quân Đông Hoang. Một là nhằm gây ấn tượng tốt với bọn họ, hai là vì Trần Thiên Hạo xuất thân từ Đông Hoang. Nhìn vào bí định của anh kể từ khi trở về nhà, có thể thấy Đông Hoang
đã thay đổi con người anh rất nhiều. Lưu Tiểu Nguyệt thực sự muốn cảm ơn đội quân Đông Hoa từ tận đáy lòng. Phó thống lệnh Tưởng, phía ngân hàng báo lại nếu là nhà họ Lưu không trả nợ thì việc chuyển nhượng đất có chút rắc rối. Sau một hồi xác nhận, nhân viên báo cáo nói với ngân hàng Đế Phong, trong tương lai nếu xảy ra bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến miếng đất này thì đội quân Đông Hoang sẽ đứng ra giải quyết. Tưởng Đại Vĩ vung tay đáp. Lưu Tử Nguyệt không ngờ còn có khả địa chuyện này, cô hơi ngượng ngùng. Phó thống lệnh Tưởng, tôi thực sự không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Không sao, chủ nhà họ Lưu không giống những kẻ chỉ muốn trục lợi đó. Con mắt nhìn người của Tưởng Đại Vĩ tôi chuẩn lắm. Tưởng Đại Vĩ mở miệng khen ngợi. Thực ra anh ta đang nghĩ trong bụng rằng mình được phục vụ cho cô gái chiến thần vương đã để ý là vinh hạnh lắm rồi. Người phụ trách khẩn trương xử lý công việc. Cuối cùng, miếng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng thành công. Phó thống lệnh Tưởng đã giải quyết xong hết rồi ạ? Tốt, lát nữa cầu thông báo Tiểu Thanh cho người qua bên đó xem đất, suy nghĩ xem nên quy hoạch thế nào rồi báo cậu ấy viết báo cáo cho tôi. Vâng. Người phụ trách đứng dậy định đi nhưng Tần Ngần do dự. Phó thống lệnh Tưởng, còn chuyện này tôi thấy nên báo cáo với ngài. Cậu không thấy có các quỷ ở đây sao? Chuyện gì để sau đi. Tưởng Đại Vĩ nói với vẻ không vui. Người phụ trách trông hơi khó xử. Anh ta liếc mắt nhìn Lưu Tử Nguyệt. Khi người phụ trách gật đầu chuẩn bị đi thì Trần Thiết Hạo bỗng gọi anh ta lại. Anh muốn nói gì cứ nói đi, đừng ngại. Người nọ dừng bước chân. Anh ta nhìn Tưởng Đại Vĩ. Thấy Tưởng Đại Vĩ vì không hề có vẻ gì là tức giận thì trong lòng hơi giật mình. Tưởng Đại Vĩ gật đầu. Ừ, có gì cậu nói nhanh đi. Là chuyện liên quan tới nhà họ Lưu ạ. Vốn dĩ tôi không định nói chuyện này ra, nhưng chủ nhà Lưu đã có nhiều đóng góp cho đội quân Đông Hoang chúng ta, nên tôi thấy nên nói với cô ấy một tiếng. Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề luôn đi. Tưởng Đại Vĩ thúc giục. Ông đang ngồi ngay đây, đâu tới lượt cậu định hót chứ. Lưu Bá Thiên của nhà họ Lưu đang ở quầy Đế Thanh chúng ta nộp hồ sơ dự thầu mảnh đất khu công nghiệp. Tôi không biết nội bộ nhà họ Lưu có chia rẽ gì không, nhưng điều này rất bất thường. Nét mặt Lưu Tử Nguyệt hơi mệt mỏi. Cô đã lờ mờ đoán ra được khi thấy Lưu Phong làm thẻ ngân hàng. Lưu Bá Thiên không giúp. Cô biết ngay là ông ta có tính toán. Lão ta muốn lợi dụng chiến công nghiệp của mình để tham gia đấu thầu. Mục đích của lão ta là gì chứ? Nếu là giúp nhà họ Lưu vượt qua hoạn nạn thì hoàn toàn có thể bảo Lưu Tử Nguyệt đi. Còn nếu không phải, Lưu Tử Nguyệt không dám nghĩ tiếp. Vì hậu quả thực sự quá nặng nề. Thế thôi sao? Tưởng Đại Vĩ có chút kinh ngạc, có gì to tát đâu chứ. Cậu lo làm việc của cậu đi. Ngoài ra, cậu hãy thông báo cho nhân viên rằng đội quân Đông Hoang ta chỉ tiếp đãi một người duy nhất trong nhà họ Lưu là Lưu Tiểu Nguyệt mà thôi. Tưởng Đại Vĩ vung tay lên, đuổi đối phương đi ra ngoài. Lưu Tiểu Nguyệt vốn đang vô cùng thấp thỏm, thì những lời này của anh ta làm cô vô cùng biết ơn. Tiểu Nguyệt, cảm ơn Phó Thống lĩnh đã tin tưởng. Ha, chủ nhà họ Lưu, họ Tưởng tôi đây. Từ trước đến giờ luôn đặt công lý lên trên hết. Người trong nhà với nhau mà còn chia ra đấu thầu riêng, người như vậy phải cho chúng biết tay. Sau đó hai bên bàn về việc đấu thầu đất trong vài ngày tới. Tưởng Đại Vĩ không biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói là gì, hết lời khen ngợi Lưu Tiểu Nguyệt, đã thế còn vỗ ngực thề thốt đủ chuyện rằng hành động quyên đất xây dựng vĩ đại của Lưu Tiểu Nguyệt hôm nay đã gây ấn tượng tốt cho đội quân Đông Hoang, còn mạnh miệng nói cô sẽ đấu thầu thành công nữa chứ. Đến khi Lưu Tử Nguyệt kích động rời đi, Trần Thiên Hạo lại quay về. Tưởng Đại Vĩ tỏ ra cung kính. Những gia tộc khác có ý gì không? Trần Thiên Hạo hỏi. Tưởng Đại Vĩ lấy ra một tập hợp đồng quyên tặng dày mấy chục trang từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra. Những kẻ này vì để lấy lòng đội quân Đông Hoang rối rít quyên góp đất đai cùng vốn xây dựng. Tôi đang suy nghĩ là thế nào để sử dụng mấy mảnh đất này. Lũ tư bản đương nhiên biết cơ hội lần này rất tốt. Ngoài mặt im lặng không lên tiếng, đằng sau lại không tiếc gì vung tiền. Ý của Vương là quân của chúng ta ở biên cương đổi tính mạng lấy sự an toàn, cũng nên lấy lại chút vốn liếng. Mấy mảnh đất này anh quy hoạch lại, phân lô xây dựng chỗ cho lính giải ngũ. Đặc biệt phải quan tâm đến những binh lính đến từ nông thôn. Bây giờ tôi nghe nói rất nhiều lính xuất thân từ nông thôn không có nhà, còn không có được lấy được vợ. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Trần Thiên Hạo giao nhiệm vụ xong liền rời đi. Đúng lúc này, trên tầng 30, trong văn phòng làm việc của đội quân Đông Hoang, Lưu Bá Thiên
đang đợi ở cửa văn phòng đấu giá, nhân viên đấu giá đang xét duyệt tư cách. Sau buổi tuyên truyền đấu giá, các gia tộc có tư cách tham gia đấu giá đều đã được xác nhận. Chỉ là về sau có nhiều gia tộc hạng hai, nghe nói chỉ cần trong gia tộc có người có chính công cũng có tư cách tham gia, nên bắt đầu lăm le đến xem thử. Vậy nên đội quân Đông Hoàng đặc biệt mở một cửa làm việc để tiếp đón các thế lực gia tộc tới tham gia đấu giá. Xin lỗi, tạm thời ông không có tư cách tham gia đấu giá. Bên trong cửa, một lính văn thư cung kính đưa huy chương cho Lưu Bá Thiên. Không có tư cách sao? Cậu nhóc, cậu nhìn kỹ đi, tôi có huy chương chiến công hạng một đấy. Lưu Bá Thiên không phục nói, tiền bối, vấn đề không nằm ở chiến công hạng mấy. Lính văn thư lắc đầu, vấn đề nằm ở đâu? Chẳng phải mấy người bảo người có huân chương có thể tham gia được hay sao? Bây giờ lại bảo có vấn đề, mấy người đang đùa tôi đấy sao? Lưu Bá Thiên tức giận hét lên. Nhân viên thở dài, tiền bối, không giấu gì ông, cấp trên đã nói rồi, chỉ chấp nhận gia chủ Lưu Tiểu Nguyệt của nhà họ Lưu tham gia mà thôi. Cái gì?